Kính thưa quý vị, Arnold Schwarzenegger quay trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim hành động The Last Stand và phát biểu về việc trở lại điện ảnh từ chính trị của mình nhân dịp chiếu ra mắt bộ phim tại Los Angeles vào thứ Hai, ngày 14 tháng Giêng. Ông nói, trong chính trị, bạn là một công chức phục vụ nhân dân bằng chính sách và tất cả những điều đó. Và khi làm diễn viên thì bạn mang niềm vui đến cho mọi người. Vì vậy, khi đóng phim, bạn có trách nhiệm phải phân tích kịch bản, làm thế nào đi vào lòng người ở mọi lứa tuổi, mọi quốc gia. Bạn phải suy nghĩ về điều đó vì trách nhiệm của bạn là mang lại niềm vui cho thế giới. Sự khác biệt duy nhất ở đây là bạn kiếm được rất nhiều tiền, còn trong chính trị thì không kiếm được gì. Mặc dù tuổi 65, cựu vận động viên thể hình, bộ phim có đủ các pha cần thể lực như rượt đuổi xe, đấu súng, cảnh sát phong tỏa, tội phạm bạo lực, tai nạn và các vụ nổ. The Last Stand, bạn đồng diễn là Forrest Whitaker và Johnny Knoxville. Đây là bộ phim tiếng Anh đầu tiên của đạo diễn Hàn Quốc Kim Ji-won đã từng đạo diễn A Tale of Two Sisters, The Good, Bad, The Weird và Bittersweet Life. Schwarzenegger nói, Kim Ji-won là một đạo diễn thiên tài. Ông ấy thực sự là một đạo diễn tuyệt vời từ Hàn Quốc và chúng ta từng biết, ông ấy là vua của phim hành động châu Á và nhiều thể loại phim khác. Chúng tôi rất hài lòng với những gì anh ấy đã thực hiện cho bộ phim này. Một năm sau khi rời khỏi văn phòng thống đốc bang California và trở thành đề tài cho các tờ báo lá cải vì có con rơi với bà quản gia và ly dị vợ, bà Maria Shriver, Schwarzenegger sẽ sáng chói trong ít nhất 3 bộ phim của Hollywood trong vòng 12 tháng tới, bao gồm The Last Stand, The Tomb và Ten. Ông ấy đã xuất hiện với vai trò khách mời trong bộ phim hành động năm 2010, The Expendables, và xuất hiện trong phần tiếp theo 2 năm sau đó. The Last Stand sẽ được chiếu tại các rạp trên Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng Giêng. I got an idea. She's my little Nazi killer. You have more ammo? Ho. You never know. How are you, Sheriff? Old. Who the hell are you? I'm the Sheriff.